Mình chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng hành nha các bạn. Thì cũng như là sẽ là chia sẻ cho các bạn cái cách trồng hành của riêng mình, để cho các bạn nào mà có dự định trồng hành á, thì các bạn có thể là tham khảo với cái mô hình này của mình ha. Thì trồng hành các bạn thì khi mà bạn mới bắt đầu á, thì nó sẽ có là hai dạng để cho bạn lựa chọn. Một á, là mình sẽ là mua cái hạt giống về á, các bạn ươm và các bạn trồng. Hai là mình sẽ tìm những cái nơi mà nào mà trồng hành các bạn mà người ta bán các bạn, thì mình sẽ mua cây giống về mình trồng. Thì nếu như mà bạn mua cái hình thức đó thì bạn mua cây giống về các bạn trồng á, thì một gốc như vậy là khoảng là 2 tép nha các bạn ha. Thì mình trồng như vậy thì nó sẽ lên rất là đều. Ở đây là mình trồng theo cái kiểu là nhân giống nha các bạn ha, mình không có mua hạt mình trồng. Thì hạt á, thì mình có thể là mình mua cái hạt hành hương các bạn, hành hương gốc tím hoặc hành hương gốc trắng nha các bạn ha. Thì cái thời gian thu hoạch của nó là tầm khoảng 40 đến 45 ngày là mình có thể là mình thu hoạch nha các bạn. Còn này là cái bông nè các bạn. Đó, ở trong cái bông này là nó khi mà nó lớn thì nó sẽ có cái hạt ở trong đó nữa. Nhưng mà mình không có lấy lại được các bạn. Bắt buộc là mình phải mua hạt giống để mình trồng, hoặc là bạn sẽ mua từ những cái cây hành mà đang phát triển các bạn, mình mua về mình nhân giống ra mình trồng. Nó thì đó là hai cái hình thức cho các bạn nào mà mới chuẩn bị bắt đầu trồng hành á, thì các bạn có thể là chọn hai phương pháp đó để các bạn trồng ha. Còn cái clip hành á, khi mà bạn lên clip các bạn thì nó sẽ từ là 1,4 m đến 1,5 m cho một clip nha các bạn ha. Là đó là cái khoảng cách ha, cái khoảng cách của cái clip là trên một cái clip các bạn. Còn cái chiều cao của clip á, là nó từ là 15 cm đến 20 cm cho một clip nha các bạn ha. Thì ở đây mình quay cho các bạn xem nè. Còn mà hàng cách hàng thì nó cũng khoảng từ là 20 cm trở lên nha các bạn. Thì nó mới đạt hiệu quả nha, để mình chừa cái đường đi các bạn, để mình khi mà mình thu và hoạch hành cũng như là tưới tiêu nó cũng dễ hơn. Còn ở đây là mình đi cái hệ thống ống nước này. Hệ thống ống nước mình tưới cũng rất là đều nha mọi người ha. Thì cái cây hành này thì nếu mà mình trồng bằng cái theo cái cách mà nhân giống các bạn, thì một gốc như vậy là mình sẽ trồng là 2 tép nha mọi người ha. Hai tép ở đây nè, khi mà nó ra bụi nó sẽ như thế này đó các bạn xem ha. Đó, và hành này hiện tại là nó đang ra bông nha các bạn ha. Thì thường thường là mùa nắng thì nó sẽ ra bông nhiều hơn. Nó thì cái thời vụ của nó thì mình nó thích hợp là trồng vào cái mùa nắng, nhưng mà thật chất thì nó sẽ trồng được là quanh năm nha mọi người. Nó thì mọi người cứ trồng cái khoảng thời gian nào cũng vẫn được hết, nhưng mà cái khoảng thời gian tốt nhất là khoảng thời gian mùa nắng nha. Từ tháng 2 tới tháng 4 là tốt nhất nha mọi người. Ở đây là cái thời gian là mình chia sẻ cho các bạn tham khảo thôi. Đó. Để mình phóng to cho các bạn xem. Đó. Còn cái sâu bệnh ở trên cái cây hành này các bạn, thường là nó sẽ bị dòi ăn lá nha các bạn ha. Bạn có thể sử dụng thằng Bajan với cộng với thằng Beran, các bạn cộng các bạn xịt lại. Với lại nó hay những loại bệnh mà về thối gốc với các bạn, bạn có thể xịt thằng Alias nha các bạn ha. Còn mà trước khi mà trồng cái này các bạn thì mình cũng phải là xử lý đất của nó, cũng như là mình bón lót các bạn. Về cái phần mà bón lót cho cây hành các bạn thì mình sẽ chuẩn bị là cái phân chuồng nha các bạn ha, và cái phân lân. Thì hai cái này các bạn cộng lại các bạn bón lót cho nó nha các bạn, thì nó sẽ rất là tốt ha. Còn cái phân mà để mà rải cho nó, để mình bón thúc cho cây hành nó bự á, thì mình sẽ bón theo định kỳ nha mọi người. Có nghĩa là khi mà bạn nhân giống lên á, khi nhân giống cái cây hành này các bạn, thì sau khoảng là 10 ngày á, thì mình sẽ bắt đầu là mình tưới phân cho nó. Thì những cái loại phân mà mình hay tưới các bạn đó là phân ure Phú Mỹ các bạn, phân ure Phú Mỹ, và mình cộng lại cái phân lân với phân kali nha các bạn. Thì mình kết hợp á, mình bón cho nó nha các bạn ha. Và cái thời gian bón là cứ 10 ngày. Như vậy là mình sẽ bón cho nó một lần. Đó, thì là như vậy nha mọi người ha. Thì cái cây hành mình nó sẽ phát triển tốt thôi. Nhưng mà quan trọng các bạn là phải canh theo cái giá hành nữa các bạn. Ví dụ như cái giá hành của bạn nó tốt á, thì các bạn là nên bón thúc cho nó nhiều. Còn nếu như là cái giá hành của bạn mà nó quá rẻ các bạn, mà các bạn cứ đầu tư nhiều quá thì nó sẽ không có lời nha các bạn ha. Ở đây là mình lưu ý cho các bạn vậy. Nó thì tất nhiên nếu như là bạn đi phân nhiều á, thì cái hành mình nó sẽ tốt thôi. Nó các bạn bón định kỳ cứ 10 ngày các bạn bón một lần cho đến ngày thu hoạch ha. Nó thì trong một vụ như vậy thì mình sẽ bón được khoảng đâu là 4 lần nha các bạn. Nó thì cứ 10 ngày là mình bón một lần. Nó là cứ khoảng đâu là
từ 40 tới 45 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được cái cây hành này rồi nó. Nhưng mà mình phải canh vào cái thời cái giá các bạn. Nhưng mà thông thường các bạn, nếu như là mình là người trồng hành các bạn, thì mình sẽ canh những cái lúc nào mà giá hành nó cực kỳ rẻ luôn đó, thì mình sẽ mua mua cái cây hành về các bạn, mình nhân giống lại nó, mình trồng thì cái khả năng mà mình lợi các bạn nó rất là cao. Nó cứ mà còn nếu như là các bạn cứ trồng theo cái thời vụ đi, các bạn canh theo cái thời gian mà nó nắng nó tốt, các bạn thấy 2/4 các bạn trồng á, thì người khác người ta vẫn trồng được. Bây giờ á, là người dân á, ai cũng trồng được hết các bạn. Trồng hành này nó cũng khá dễ thôi chứ không có gì đâu khó các bạn. Chủ yếu là mình bón cái phân chuồn với phân lân nè trên cái miếng đất của mình á, rồi giờ mình tưới nước đều, rồi mình mua hành về cái mình gặm nó, xong rồi mình xịt sâu cho nó, cũng như là xịt dồi cho ăn lá các bạn, vậy là xong thôi. Với lại mình bón phân theo cái định kỳ của nó thôi, ai cũng làm được hết nó. Thì ra cái giá hành của mình các bạn, khi mà nó cái nguồn cung mà nó nhiều hơn cái nguồn cầu á, thì nó rất là rẻ nó các bạn. Có nhiều năm á, là người ta phải bỏ cổ luôn các bạn nó. Thì ở đây thì mình làm video mình chia sẻ cái cách trồng hành của riêng mình, cũng như là mình khuyên các bạn là nên chọn những cái thời gian mà nó thích hợp nhất. Có thể cái thời gian các bạn chọn các bạn trồng hành á, nó sẽ không có thích hợp để mà cây hành mình nó phát triển tốt, nhưng mà được lại á, khi mình mua cái giá hành nó rẻ các bạn. Ví dụ như mình mua 1.000 ký đi, ví dụ như vậy ha, 1.000 một ký, mà các bạn về các bạn trồng á, thì có khi mà bạn bán ra bạn rất là lời, nó là như vậy nha các bạn ha. Chứ mà bạn canh cái giá hành, ví dụ như nó 7-8 ngàn ký, các bạn mua về các bạn trồng, rồi đến khi mà giá hành mình nó tuột nó rẻ, mình lỗ luôn cái tiền công, mình lỗ luôn cái tiền giống nha các bạn. Đó là mình chia sẻ cho các bạn vậy. Thì đây là một cái mô hình á, là mình quay cho các bạn xem để các bạn có thể là tham khảo nha các bạn ha. Video của mình là chia sẻ cho các bạn là để tham khảo thôi, chứ mình không có kêu các bạn là hãy trồng theo mình nha các bạn đó. Thì các bạn nào đang xem mà thấy video mình chia sẻ hợp lý á, thì các bạn có thể là đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Thì có thể là trong video này thì mình nói nó không có được suôn sẻ các bạn, là lý do đó là mình nói nó hơi nhanh các bạn nghe, các bạn thông cảm giúp mình ha. Nhưng mà những cái gì mà mình chia sẻ cho các bạn là nó đều là thực tế nha mọi người ha. Đó thì mình không có khuyến khích là các bạn phải làm theo mình đó, và các bạn hãy xem nhiều kênh đi, rồi các bạn hãy rút ra cái kinh nghiệm cho riêng mình nha các bạn. Nó thì hiện nay là có hai cách mà để mà chọn giống hành, đó là một là mình trồng bằng hạt giống, hai là mình sẽ trồng bằng những cái cây hành mà có sẵn á, mình trồng đó. Thì mình khuyến khích các bạn nên mua những cái cây hành giống các bạn để các bạn trồng, thì nó sẽ hiệu quả hơn, và các bạn nên trồng vào cái khoảng thời gian á là cái giá hành nó rẻ, thì bạn trồng một phát một là nó sẽ có lời. Nó là mình chia sẻ cho các bạn như vậy ha. Đó, mình thấy có nhiều bạn là thấy cái giá hành nó đang rẻ các bạn không trồng, cái đó là một sự sai lầm nha mọi người ha. Thì đây là mình góp ý cho các bạn vậy. Ở đây mình có một cây hành dôi nè các bạn, lá rất là to nha mọi người ha. Đó, cây hành này là cây hành dôi nó lai các bạn. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.